Anh ơi, anh có thể giúp cho em vài đồng để em ăn cơm được không ạ? Này cậu, cậu là người ở đâu đấy? Dạ, chẳng giấu gì anh, em là người trong Nam ra. Thế tại sao cậu lại phải ra tận ngoài này? Chuyện là... Em ra đây làm công nhân cũng lâu rồi. Sau vụ tai nạn thì em phải tháo đi một cánh tay. Em đã phải rất vất vả để làm quen với cuộc sống chỉ có một tay thôi. Nhiều lúc em đã nghĩ tới cái chết. Nhưng mà có chết em cũng phải nhất định phải chết trên mảnh đất quê hương của mình. Vả lại ba mẹ em ở ngoài quê cũng đã lớn tuổi rồi, không có tiền để gửi ra cho em về quê. Thế nên em phải đi khắp đầu đường xó chợ để kiếm sống qua ngày. Mà thời buổi kinh tế khó khăn như thế này, ăn xin rất nhiều, mà dân thì cũng ngại nạn ăn xin giả. Cho nên em cũng chỉ đủ kiếm ăn qua ngày, chứ không có dư để bắt xe về quê. Thì ra là như vậy. Thôi chết, tôi đang định giúp đỡ cậu một ít tiền nhưng lại để con Vĩ ở nhà mất rồi. Mà thôi, cậu ngồi đấy nhá, chiều tôi đi làm về tôi quay lại ngay. Cảm ơn anh, nhưng mà tại sao anh lại giúp đỡ em? Cho đi để được nhận lại mà. Tôi đi đây. Cái này chắc là giá trị lắm. Mày vào đây làm gì? Dạ, anh xem giúp em cái nhẫn này với ạ. Mày lấy ở đâu đây? Dạ, em nhặt được ạ. Mày định cầm hay là bán đây? Dạ, anh xem giúp em cái nhẫn này bán được bao nhiêu ạ? 2 triệu. Năm triệu. 5 triệu. Vậy là mình sẽ có 5 triệu ư? Mình có thể trả tiền xe để về nhà. Mình không sợ bị đói qua Tết nữa. Cho đi để được nhận lại mà. Thôi, em không bán nữa. 10 triệu, mà còn chơi ít nữa à? Này anh. Anh gì ơi? Anh nhớ tôi chứ? Là anh à, em nhớ chứ. Hôm trước cậu có ngồi đây đợi tôi không? Dạ, tất nhiên là có rồi anh. Thật vậy sao? Tôi xin lỗi cậu nhá. Hôm trước tôi có mất một chiếc nhẫn. Đó là món quà của vợ tôi để lại trước khi mất. Lát nữa tôi sẽ mời anh đi ăn trưa. Tôi sẽ đưa tiền cho anh về quê như lời đã hứa. Cái nhẫn anh tìm có phải cái này không? Đúng rồi, hóa ra nó nằm ở đây à? Hôm trước em phát hiện nó nằm rơi trong mũ. Lúc anh đi rồi em có chạy theo nhưng mà tìm không thấy anh. Cho nên em đã ngồi chờ anh ở đây mấy hôm nay rồi. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng mà tại sao cậu không bán chiếc nhẫn này đi? Số tiền bán nhẫn này đủ cho cậu để về quê, lại còn thêm một ít trang trải nữa.
Chẳng phải anh nói với em cho đi sẽ được nhận lại hay sao? Anh đã hứa sẽ giúp đỡ đem em về quê, vậy nên em đã ngồi đây mấy hôm nay để chờ anh đó. Chiếc nhẫn này là món quà mà bố tôi để lại trước khi mất. Bây giờ cô ấy không còn nữa, nó là món quà vô giá. Thôi được rồi, tôi sẽ đích thân đưa anh về quê. Chúng ta sẽ tìm cách gọi các mạnh thường quân để giúp đỡ gia đình anh. Thật vậy sao? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì, để tôi thu xếp công việc rồi mình về trong ngày hôm nay. Tết năm nay cậu sẽ được đoàn viên với gia đình. Cảm ơn anh.